Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ dẫn các em đi giải bài 83, trang 33, sách giáo khoa toán 8 tập 1. Ở bài 83, ở đây là tìm n thuộc vào z để cho 2n bình trừ n cộng 2 chia hết cho 2n cộng 1. Thì ở đây đối với dạng bài này thì để tìm được n của chúng ta thì ở đây cô sẽ dẫn các em đó là chúng ta sẽ đi thực hiện phép tính chia. Ở đây chúng ta sẽ chia 2n bình trừ n cộng 2 cho 2n cộng 1. Như thực hiện phép chia đa thức cho đa thức, các em nhé. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện như sau. Ở đây cô sẽ có này. Ở đây chúng ta có là 2n bình, ở đây là trừ n, cộng 2. Ở đây cô sẽ đi thực hiện chia cho 2n cộng 1. Và ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện như chia đa thức cho đa thức. Thì các em nhận thấy được đa thức ở đây của chúng ta là bậc đã sắp xếp rồi. Và bậc cao nhất ở đây là n bình. Và bậc của đa thức chia ở đây cao nhất là n, đúng không các em? Vậy thì hôm nay cô sẽ lấy bậc cao nhất ở đây chính là 2n mũ 2 chia cho 2n. Và cô được kết quả ở đây là n. Và nhân ngược lại thì cô sẽ được như sau. N nhân 2n chúng ta được kết quả ở đây là 2n bình. N nhân với 1 ở đây sẽ là cộng với n. Và làm thực hiện phép tính trừ. 2n bình trừ 2n bình thì hết, đúng không các em? Âm n mà trừ đi n, chúng ta được kết quả đây là âm 2n. Rồi ở đây cô hạ 2 xuống. Tiếp theo cô sẽ lấy âm 2n cộng 2 chia cho 2n cộng 1. Thì ở đây là âm 2n mà chia cho 2n, chúng ta được đây là trừ 1, đúng không? Bây giờ cô sẽ nhân ngược lại, cô lấy âm 1 nhân với 2n cộng 1 thì chúng ta sẽ được như sau. Âm 1 nhân 2n thì sẽ là âm 2n. Âm 1 nhân 1 thì sẽ là trừ 1. Và đến đây chúng ta làm phép tính trừ. Âm 2n trừ của trừ 2n thì thành cộng, tức là âm 2n cộng 2n, và lúc này là bằng 0. Dương 2 trừ của trừ 1 tức là cộng 1, vậy thì ở đây chúng ta sẽ được kết quả là 3. Và lúc này thì khi đó thì cô sẽ viết lại được dạng đa thức này của chúng ta sẽ được viết lại như sau. Ở đây chúng ta có là do đó. Lúc này dạng của chúng ta sẽ là 2n mũ 2 trừ n cộng 2. Lúc này sẽ bằng thương này, đúng không các em? Nhân với đa thức chia và cộng với số dư, đúng không các em? Hay ở đây chính là lúc này thì cô sẽ được là bằng n trừ 1 nhân với 2n cộng 1. Rồi ở đây cô cộng, cô cộng cho 3, đúng chưa? Và lúc này thì để cho 2n mũ 2 trừ n cộng 2 chia hết cho 2n cộng 1, đúng không các em? Thì ở đây bắt buộc đó chính là số dư ở đây của chúng ta thì sẽ phải chia hết cho 2n cộng 1, đúng không? Bởi vì n trừ 1 nhân 2n cộng 1 thì đã chia hết cho 2n cộng 1 rồi, nên bắt buộc là số dư ở đây của chúng ta cũng sẽ phải chia hết cho 2n cộng 1. Rồi vậy thì ở đây chúng ta sẽ lập luận như sau. Đó là để cho 2n bình trừ n cộng 2 ở đây là chia hết cho 2n cộng 1, đúng không các em? Thì lúc này thì 3 cũng sẽ phải chia hết cho 2n cộng 1. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây đó chính là n trừ 1 nhân với 2n cộng 1 thì đã chia hết cho 2n cộng 1 ở đây là với n thuộc vào z, đúng chưa các em? Và lúc này thì 3 mà chia hết cho 2n cộng 1 thì do đó là 2n cộng 1 của chúng ta phải là ước của 3. Và từ đây hay lúc này thì 2n cộng 1 của chúng ta thuộc vào tập hợp ước của 3, tức là đây sẽ thuộc vào 1 này, trừ 1, trừ 3 và 3, đúng không các em? Và đến đây thì chúng ta sẽ tiến hành lập bảng như sau. Ở đây cô sẽ có bảng. Ở đây chính là ta có bảng. Đầu tiên đó chính là giá trị của 2n cộng 1, đúng không các em? Tiếp theo đó là 2n và cuối cùng đó là giá trị n. Và ở đây thì sẽ là 1 này,
âm 1, âm 3, 3, đúng không em? Rồi, bây giờ cô sẽ kẻ bảng. Rồi, ở đây với 2n cộng 1 và bằng 1, thì lúc này 2n của chúng ta là bằng 0, đúng không em? 2n bằng 0 tương đương với n của chúng ta ở đây là bằng 0. Tiếp theo, 2n cộng 1 mà bằng âm 1, thì lúc này 2n của chúng ta sẽ bằng âm 1 trừ đi 1, tức là ở đây là bằng âm 2. 2n bằng âm 2 thì n của chúng ta là bằng âm 1. 2n cộng 1 bằng âm 3, thì lúc này 2n sẽ bằng âm 3 trừ đi 1, tức là đây là bằng âm 4. 2n mà bằng âm 4 thì lúc này n của chúng ta đây là sẽ bằng âm 2. Tương tự như vậy, 2n cộng 1 bằng 3 thì 2n sẽ bằng 2, và lúc này n của chúng ta đây là bằng 1, đúng không các em? Và đến đây thì các em nhận thấy được các giá trị n của chúng ta đều thỏa mãn, là n của chúng ta thuộc vào Z, đúng không? Và đến đây thì các em sẽ kết luận được là vậy, là n của chúng ta thì sẽ thuộc vào tất cả tập hợp ở đây chính là gồm có âm 2, âm 1, 0 và 1. Rồi, vậy ở đây thì cô đã hướng dẫn các em giải xong bài 83, trang 33, sách giáo khoa toán 8 tập 1.